Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tĩnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi mục vụ Lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Hình ảnh thu nhỏ, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Côlôse đoạn 1 từ câu 15 đến câu 23. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Vì trong Ngài mọi vật trên trời, dưới đất, vật thấy được hoặc vật không thấy được đều được tạo dựng, hoặc ngôi vua, hoặc quyền thống trị, hoặc các lãnh tụ, hoặc giới cầm quyền đều được tạo dựng bởi Ngài và vì Ngài. Ngài có trước muôn vật và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Ngài là đầu của thân thể, tức là hội thánh. Ngài là khởi đầu, là đấng sinh trước nhất từ những người chết, để trong mọi sự Ngài đều đứng đầu. Vì Đức Chúa Trời đã vui lòng đặt để mọi sự viên mãn của mình ở trong Ngài, và nhờ Ngài mà hòa giải muôn vật với chính mình, bởi huyết Ngài trên thập tự giá đem bình an đến cho những vật dưới đất và những vật trên trời. Còn anh em, ngày trước vốn xa cách Đức Chúa Trời, trở nên thù nghịch với Ngài bởi những ý tưởng và hành động xấu xa của anh em. Nhưng bây giờ, Đức Chúa Trời đã hòa giải qua sự chết thân xác của con Ngài, để trình diện anh em một cách thánh sạch, không tì vết, không chỗ chê trách được trước mặt Ngài. Miễn là anh em tiếp tục đứng vững trong đức tin, không nao núng, không chuyển dời khỏi niềm hy vọng của tin lành mà anh em đã nghe, là tin lành đã được rao giảng cho mọi tạo vật dưới trời, và tôi, Phao-lô, đã trở nên người phục vụ tin lành ấy. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Côlôse đoạn 1 câu 15. Chính Ngài là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Trong buổi đi chơi, chúng tôi gặp một người phụ nữ đã biết gia đình chồng tôi từ khi anh ấy còn nhỏ. Bác ấy nhìn anh Alan chồng tôi, rồi đến Xavier con trai chúng tôi và nói: "Cậu bé đúng là hình ảnh thu nhỏ của bố nó mà. Đôi mắt đó, nụ cười đó, đúng y như bố nó vậy." Trong khi vui thích nhận ra hai bố con rất giống nhau, thì bác ấy cũng lưu ý những điểm tương đồng trong tính cách của họ. Nhưng dù họ giống nhau rất nhiều, nhưng con trai tôi vẫn không phản chiếu hình ảnh bố cháu cách hoàn hảo. Chỉ có Chúa Giê-xu, con Đức Chúa Trời, mới phản chiếu hình ảnh cha Ngài cách trọn vẹn. Đấng Christ là hình ảnh của Đức Chúa Trời vô hình, là đấng sinh ra trước tất cả mọi loài thọ tạo. Trong Ngài, bởi Ngài và vì Ngài mà mọi vật được dựng nên. Ngài có trước muôn vật và muôn vật được giữ vững trong Ngài. Chúng ta hãy dành thời gian cầu nguyện và học Kinh Thánh để khám phá phẩm tánh của Đức Chúa Cha bằng cách nhìn xem Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong xác thịt. Ngài mời gọi chúng ta chứng kiến tình yêu của Ngài được bày tỏ qua hành động bằng cách xem xét cách Ngài đối đãi với những người trong Kinh Thánh và trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Sau khi đầu phục đời sống mình cho Đấng Christ và nhận lãnh món quà là Đức Thánh Linh, chúng ta có thể tăng trưởng trong sự nhận biết và tin cậy vào Cha yêu thương của mình. Ngài biến đổi chúng ta để phản chiếu phẩm tánh của Ngài, để chúng ta có thể sống cho Ngài. Thật vui mừng khi người khác nói rằng chúng ta giống Chúa Giê-xu. Bạn nhìn thấy phẩm tánh nào của Chúa Giê-xu được hình thành trong đời sống bạn trong năm qua? Phẩm tánh nào bạn muốn nuôi dưỡng trong năm tới? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, xin giúp con biết Ngài nhiều hơn khi Ngài khiến con giống như Ngài càng hơn. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tĩnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi mục vụ Lời sống hàng ngày.